Vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh. Vâng, clip của buổi tối ngày hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2024, cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ test chiếc đài sáp 3 số 7 mang mã số 163 để buổi sáng ngày mai. Cô chủ shop sẽ gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đã chốt đơn. Vâng, chiếc đài này thì có sơ ri ở phía sau, cô chủ shop cũng đã thông báo trên kênh để cho khách hàng biết rồi. Và chiếc này thì cô chủ shop có tri ân giảm giá cho khách hàng là 2 triệu đồng. Khách hàng cũng đã chốt và đồng ý trao đổi những sản phẩm bên cửa hàng. Cửa hàng mới làm những clip thông báo đăng lên kênh để những vị khách hàng theo dõi kênh của cửa hàng biết những sản phẩm gì đã về và những sản phẩm gì đã được khách hàng quan tâm nhé. Vâng, và buổi tối ngày hôm nay thì cô chủ shop tiếp tục cập nhật một chiếc đài sáp 3 số 7 nữa. Một chiếc đài sáp 3 số 7 đang được đặt ở dưới mặt sàn. Vâng, sản phẩm thì quý vị và các bạn theo dõi kênh biết bên cửa hàng có những sản phẩm đặc sắc về thì đều được khách hàng xem kênh và có thể theo dõi kênh biết đến những sản phẩm mà cửa hàng cung cấp. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì bác khách hàng về trực tiếp cửa hàng để chốt chiếc đài 3 số 9 thì bác cũng định chốt 3 số 7. Nhưng sản phẩm chưa kịp về thì bác lấy luôn chiếc đài 3 số 9 cực kỳ đẹp và mới ạ. Vâng, đây là chiếc đài 3 số 7 của ngày hôm nay. Cô chủ shop xin test gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Anh đã chuyển khoản cho cô chủ shop đặt cọc 2 triệu rồi và ngày mai cô chủ shop sẽ gửi hàng cho anh qua đường xe khách nhé. Và những vị khách hàng mà yêu thích đến chiếc đài 3 số 7 thì cô chủ shop về tiếp một chiếc cực đẹp đây ạ. Sau đây cửa hàng sẽ test để anh nghe chi tiết cửa băng số 1 và cửa băng số 2. Cửa hàng đang test ở cửa số 1 này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đồng hồ vu hoạt động hoàn hảo nhé. Tiếp theo thì cô chủ shop sẽ test phần cửa băng số 2. Mùa xuân em đi chơi hồi, mưa vui răng răng mờ sương. Nón hôm quay thao nghiêng đợi, kiếm đào duyên sao người ơi. Mùa xuân em đi chơi hồi, hoa xoan răng khiến lối về. Ngập ngừng lớp sau vành non. Vâng, tất cả thì hoạt động hoàn hảo ok từ cả công tơ mét nhá. Và hai đồng hồ vu hoạt động hoàn hảo này. Công tơ mét vẫn chạy này. Vâng, một chiếc này siêu mới và đẹp luôn ạ. Mùa xuân em đi chạy hồi, mưa bụi răng răng mờ sương. Duyên sang người ơi, mùa xuân em đi chạy hồi, hoa xoan răng khiến lối về, ngập ngừng lớp sau vành non. Ngập ngừng hót sen em đợi, khúc sao duyên
bên cửa hàng thì còn một chiếc đài 3 số 7 còn nguyên thùng xốp mới về hôm trước và một chiếc vừa về ngày hôm nay ạ. Ngày hôm nay đây, cửa hàng lát sẽ quay hàng về sau. Sau đây em sẽ test phần radio nhé. Như nào, những cái chất liệu đặc trưng như nào và cái thời kỳ xuất hiện giúp cho người mà chưa tìm hiểu sâu có thể hiểu được là vì sao những cái nhân vật nó quý rất đến là như lép vật. Luôn tháng 9 năm 2021 hoàn hảo, ok, và bên cửa hàng đã bán là bán những sản phẩm đẹp xuất sắc và chạy hoạt động từ A tới Z cho các bác về chỉ việc sử dụng thôi nhé, với một fanpage trực thuộc di tích nhằm lan tỏa các giá trị lịch sử. Vâng, vậy clip này thì cô chủ shop cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và đặc biệt thì cảm ơn bác khách hàng có địa chỉ tại đô thị mới Định Công Hoàng Mai Hà Nội đã chốt chiếc đài mang mã số 163 và cửa hàng sẽ tặng anh 2 cuốn băng. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt ạ.